Nay dắt các bạn đi bắt cá tai tượng nha. À, bữa nay Lúa xin mượn cái cảnh này để nói về cái phiên bản tập 2 của Phật Lưới này. Còn nó để xuống dãy được cài 50 triệu gắt cái lưới luôn á. Công chiếu vào ngày hôm qua lúc 7 giờ thì các bạn xem xong thì các bạn cảm thấy như thế nào? Chứ riêng về Lúa thì Lúa cảm thấy đây là một tác phẩm đầy nhân văn, dính chạm rồi, đầy tính biểu trưng cho lòng dạ con người trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Thì các bạn cứ cảm nhận đi, từ một trái dừa, tại sao trái dừa được đưa vào làm chủ đề trong câu chuyện? Thì các bạn cứ để ý đi, trái dừa khi mà già rồi, sẽ lên mọng và phát triển thành cây đó, không? Từ cây dừa sẽ cho ra những bông dừa và hình thành những trái dừa tiếp đó. Dính. Và khi một trái dừa được hái xuống, mặc dù đã lột rồi, đó, bỏ ra khỏi cái lớp áo trần tục, thì nó vẫn mãi là trái dừa. Cho dù trái dừa đi đến chỗ nào đi chăng nữa thì vẫn mãi là trái dừa. Đi vào những nơi hang hùm, ngõ hẻm, rồi, bãi rác, rồi ăn mày lên luôn. Núi thì vẫn mãi là trái dừa. Rồi ra luôn rồi. Từ đó chúng ta có thể suy ra lòng dạ con người. Khi mà lòng dạ con người không tốt rồi, đầy gắn độc rồi, thì vẫn mãi là gắn độc. Cho dù bạn phát vào một cái lớp trắng đầy nhung lụa, phát trên người những cái thứ vàng bạc kim cương đầy sáng ló, mang một vẻ đẹp thật khác người, một vẻ đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ, một địa vị cao sang trong xã hội. Rồi. Có mồi mấy bạn ơi, có mồi à. Nhưng tâm bạn lưới luôn rồi. Không mày tốt. Người ta kêu là khẩu Phật tâm xà đó mấy bạn. Khi mà khẩu Phật tâm xà rồi thì bảo đảm với các bạn, cho dù bạn đi đến đâu, bạn sẵn sàng mở ra là khẩu Phật, nhưng tâm bạn không bao giờ tốt. Thể hiện qua từng lời nói, từng cử chỉ. Ôi, bạn sẵn sàng ganh đua, ganh ghét với những đứa trẻ, sẵn sàng lôi ra những từ ngữ, sẵn sàng bắt bẻ từng cái khuyết điểm một. Tại vì khẩu Phật tâm xà mà các bạn. Một người làm đúng, một người làm việc thiện thì nhiều người biết tới, có thể là 1.000 người, 100.000 người biết tới. Nhưng tôi khi biết một luôn. Người làm thiện, làm sai một cái vấn đề nào đó, mặc dù là rất là nhỏ nhoi, thì cái người đó sẽ mang tiếng suốt đời. Bạn làm việc thiện thì 1.000 người, 100.000 người biết tới. Xé lưới à? Nhưng khi bạn làm sai một điều gì đó thì có thể là 1 triệu người, 1 tỷ người thầy sẽ biết tới bạn. Chốc dãy cả. Tại vì dư luận bàn rất là lẹ. Người ta, bạn làm tốt người ta sẽ không hề hay biết. Nhưng bạn làm xấu thì miệng đời bàn rất là nhanh. Giống như là tốc độ âm thanh, tốc độ ánh sáng đó mấy bạn. Chạy đi rất là lẹ. Quá trời quá đất rồi mấy bạn. Đó. Đây chép, giống như chép, cái cảnh chép. Mà anh em mình bắt cá đây. Ồ, quá, khi quá, mà dính cá. Cái gì vậy? Bạn cảm thấy con cá mà nó xa vào lúc lưới lúc rồi đó. Thì nó sẽ cố gắng dùng dãy tìm lối thoát. Tại vì miệng đời luôn luôn bủa vây bạn, luôn luôn bao vây bạn. Bạn phải cố gắng tìm lối thoát. Khi mà bạn tìm được ra lối thoát rồi thì bạn sẽ được giải phóng. Đây giống như con cá chép vàng này đây. Cá chép vàng này đây mấy bạn.
khi mà đã vô tay một người nào đó rồi thì nó vẫn cứ gắng vùng vẫy để giành giật mạng sống của mình, mặc dù cơ hội đó rất là nhỏ nhoi, rất là hiếm hoi đó. Nhưng mà các bạn để ý nghe, để ý đó, mấy bạn thấy không, cá chép vùng vẫy rất là khôn ngoan, và chỉ một tia sáng hy vọng thôi, nó sẵn sàng để bất chấp tất cả để cố tìm ra lối thoát của mình. Giống như con người, khi mà bạn bị dồn vào bước đường cùng rồi thì các bạn sẵn sàng để cắn lại đối thủ. Trả lời nào. Và có một chuyện vui nữa rất là buồn cười các bạn. Khi đã mang danh là chính nghĩa, khi đã mang danh là chính nghĩa rồi mà còn dùng từ phe là phái, thì mình cảm thấy hết sức là nực cười cho những cái người mà học thức cao. Họ càng tỏ ra mình học thức cao thì người đời sẽ càng khinh khi họ. Họ nói rằng họ là cái đầu óc là siêu phàm, cho rằng bên đây là những cái đầu óc cờ hóa. Thì cờ hóa là gì thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Họ cười nhạo bên đây rất là nhiều, kêu người ta là đầu óc cờ hóa, nói này nói nọ nói kia đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói đầu óc cờ hóa đã tạo ra, làm cho họ lên một ý tưởng là tạo ra thêm một cái kênh mới. Thì các bạn vào đi, cái kênh của họ là đã tạo trước đó 10 tháng rồi. Lần một dục thể hiện đây là một con người ăn nói hai ba lời. Và khi mà họ tạo ra nhiều kênh mới nữa thì họ cũng chẳng làm gì, chỉ vì mục đích kiếm tiền thôi bạn. Rất là nhiều người tạo ra cho mình thêm một cái vỏ bọc, cái đó giống như là một cái vỏ bọc vậy đó. Càng nhiều vỏ bọc thì càng thể hiện bản chất con người. Khi mà các bạn ủng hộ chỉ vì chính nghĩa thôi, nhưng rằng các bạn đâu nghĩ mình đã bị lợi dụng rồi, các bạn đã trở thành một công cụ kiếm tiền cho họ. Không phải kiếm một đồng, hai đồng mà kiếm rất là nhiều đồng. Trời ơi. Rồi. Ấy lụ đạn. Tao buông ra luôn rồi đó mày thấy. Cái thằng này mà nó làm cái gì? Mày tao buông lưới ra luôn, tao có cầm lưới đâu. Cá bay nó bự nhất luôn á. Làm mất con cá bay. Bây giờ thì anh em tụi mình vô để bào chế cá nha mấy bạn. Bự nãy giờ chắc nó bự nhất luôn á. Giờ chúng ta chỉ đón xem Phật truyền đạo tập 3 nha. Nhiều đủ rồi. Giờ thì đây sau đây là cái cảnh anh em mình nghĩ vô bào chế cá. Tha được mình cứ tha nha mấy bạn. Giờ được 4 con cũng được rồi ha mấy bạn. Nay mình chiên sùng nha mấy bạn. Chạy nè. Đây cá chín rồi nè mấy bạn. Giờ mình ăn các bạn. Đây, để vô cho mấy bạn nghe cái độ mỡ nó kêu nè. Thấy không? Bạn thấy không? Mỡ nó bóc nè. Tắt rồi mà. Mỗi khi mà lúa mà được về quê mấy bạn là lúa phái mấy cái món này lắm. Quê lúa đây nha các bạn. Phải có muốn rồi đó, phải cái đó được chứ.
Quê của lúa ở đây luôn nha mấy bạn. Quê của lúa ở đây. Mỗi khi lúa. Mỗi khi lúa mà về quê là lúa lại có món này ăn. Hãy có rượu ra. Hỏi chú vô ngồi chú. Ngồi con ngồi chú. Dạ, dạ. Dạ. Có cơm đây nha. Đó, giờ ngồi nè. Bạn lấy miếng bánh tráng thì miếng gạo. Ờ thiếu bún ta. Nào có bún. Thiếu bún nha mấy bạn. Thiếu bún. Bẻ coi. Ờ gắp miếng cá, bẻ ra coi đậu giòn nè. Đó. Bốc khói không? Hỉ hồn. Xì khói, xì khói. Ừ ăn xong rồi nghẹt cổ luôn. Ngon bạn. Ngon mà sương quá. Sương. Chín quá. Cá rất vậy. Cá một con cỡ nhỏ mà. Con này thiếu hơi thiếu bún ha. Bún là đúng bài. Sáng đâu có đi chợ mua bún làm gì. Này chắc cái này chắc giòn giòn chứ có thịt gì đâu ta. Xương. Xương. Nhưng mà xương nó ấy hết rồi. Một quá phải không? Ngon không? Nó giòn tan. Nó nghe xương luôn, không? Cái này bị con này độc chất quá, miệng vậy chứ sao con này nếu mà sáng bắt rồi. Ê, ăn vậy nghẹt cổ á, sướng không á. Ngon không? Giòn. Cộng rồi, đâu cái có bún rồi nghe là món bún tương rồi chắc. Dạ, đúng rồi, ngon lành. Chấm tương, giờ này ăn gì không? Này ăn nha, cút đi ăn. Ăn, chờ, câu người ta gói rồi. Có bún vậy, có cá, thịt tụi ra rồi. Trời, ngon quá bạn ơi. Ngon quá, ăn cái đi. Mắm mình hơi lạc không? Quá. Vừa đó. Lạc gì Phúc? Mắm mình nó hơi ngọt á, nó thiếu nước mắm. Ngon không? Ngon không bạn? Ngon ngon. Thử nướng rồi biết không? Thôi để mình ăn rồi. Cái gì Vinh Úc phê Úc sáng ăn ký gặp cưới dựng gặp rồi ăn ký mấy bàn mình để rồi làm ly liền thử cái này uống ngọt ngọt rồi đó nhưng việc à, uống không được thiệt cái phải không rồi, mời bạn miếng nha mà em uống là rượu nó đắng đắng chứ uống lỡ lỡ này em cũng khó uống uống cho có vị thôi ngon quá bạn ngon chặt chặt được rồi đâu có tự để lộ vô là nó không nhô. Ở dưới quê mà mấy bạn ở cày nhấp miếng xưng thạnh vô là bảo đảm bạn một ly như vậy là té luôn nha bạn. Tại vì rượu xưng thạnh ở dưới Trà Vinh độ rất là nặng. Mời bạn nửa ly thôi nha. Ủa hơn chút xíu thôi nửa ly té. Đại nguyên ly đi. Trời ơi nó đã. Uống vào đùi nữa, kiếm đùi em. Trời ơi, đã. Kiếm đùi em nào chứ đừng quay vào vỗ đùi em à. Giòn ghê ha. Giòn. Nó sương quá. Giòn lứa lớn là đúng bài luôn. Lứa lớn mới giòn. Ừ. Nhỏ nhỏ là nó thua. Sương quá. Sương quá sương. Ăn cơm, có cơm đó nghe. Gói ăn cuốn hay cuốn, có cơm nó no. Sáng giờ có cơm. Bánh tráng này sao em thấy nó càng ngày nó càng cứng chứ. Đúng không? Thì nó bỏ tủ lạnh nó mềm. Nó bỏ ngăn mát á, ngăn mát á. Nó bỏ ngăn mát á. Cứng hả? Bài bánh tráng nó nước pha cũng được. Nhưng mà để cho nó ấy hồi. Ô rồi con cá này ai lột da còn miếng thịt không? Dạ. Thịt xương không à. Ừ, giòn quá bạn. Cá này nó giải là đúng bài, cạo giải là hết ngon. Nó ăn được ngon nhất cái giải đó. Ừ. Mấy con này giòn là không ăn trước. Có chép nè. Bạn có chép đó bạn. Có tép trứng không bạn? Chép biết nói không? Tép này chắc 2 năm nữa. 2 năm nữa biết nói. À, lại thằng cái lóc. Lại cái đuôi nha. Ở dưới quê các bạn nhớ là nhậu rượu nha, đừng nhậu bia nha các bạn. Nhậu bia mới là đúng chất miền Tây á các bạn. Nhậu rượu. Bia là lên Sài Gòn rồi. Ừ. Chúng chất miền Tây là nhậu bia. Nhậu bia là bị đuổi ra luôn á.
Miền Tây là chỉ nhậu rượu thôi. Uống gì còn như đây, uống chắc chết quá. Ít thôi. Ủa, khó uống được. Có chua ngọt ngọt giống bá siro quá. Thằng Thắng lại kêu chừa tao cái lường thì nó hơi chừa mày. Chừa mày cái lường. Bác trực tiếp à? Không quá. Nãy điện đó. Trời má mở không biết hai chồng. Biết hai chồng buồn gì ra đây ngồi nhậu không má. À. Nhậu đâu? Mở đã rồi đó. Nhớ. Nhậu mới đầu vô nhậu, nhậu ở đây ông Sáu cũng về. Nhậu xong nữa đêm tỉnh rồi về. Alo, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Các bạn cứ việc vô tư, cứ cười thoải mái đi, chứ đừng có suy nghĩ về mấy cái chuyện mà không dính dáng gì tới mình. Kệ đi, họ sai thì họ sủa, họ kệ đi mấy bạn. Đừng có suy nghĩ gì nhiều hết trơn á. Chào bạn nha. Khi mà nở nụ cười lên là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mấy bạn. Các bạn cứ việc cười đi nha.